Này đề cương Kinh Kim Cang nè, chúng ta nhìn sơ qua mấy cái đề tài hôm trước không? Giới thiệu Kinh Kim Cang cái nó dễ nè, Nguyên Do Pháp Hội dễ nè, để cho chúng ta học đấy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bây giờ cái đề tài mà quan điểm về chúng sanh thế giới vi trần á, thì để sẽ nhập vô chung với nhân sinh quan, thế giới quan. Hôm nay chúng ta học cái phần quan trọng nhất của Kim Cang đấy. Bảo đảm là cái phần này thế nào nó cũng chắc chắn nó cũng liên quan trong các câu hỏi thi à, bởi vì nó là quan trọng nhất của Kim Cang mà. Nha. Đó là ba thời tâm không thể được, và gọi là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm đó. Nó bàn bạc khắp trong các câu hỏi thi, nó sẽ có cái phần này nha. Bởi vì thứ nhất là thứ tự trong các đoạn văn của Kim Cang, và thứ hai nữa là tôi muốn cho tăng ni sinh có đủ thời gian để làm quen, đủ thời gian để thâm nhập vô tư tưởng Kim Cang rồi mới nói tới cái câu này. Chứ mà nếu nói sớm quá là e rằng tiếp thu không trọn vẹn. Kim Cang có học bài gì đâu nè. Bây giờ chúng ta học cái bữa này là chuẩn bị thi, là tư tưởng thế nào nó cũng liên quan toàn bộ của Kinh Kim Cang nha. Bây giờ chúng ta đi vài đoạn liên quan tới cái câu đấy. Ngay cái đầu kinh là ngài Tu Bồ Đề, tức là Thiện Hiện, là ngài đã nói là thật là hy hữu, Như Lai Thế Tôn, Như Lai đã khéo hộ niệm các Bồ Tát, Như Lai đã khéo phó chúc chư Bồ Tát Thế Tôn, có thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác, tâm Bồ Đề, thì bằng cách nào có thể an trụ, và bằng cách nào có thể hàng phục kỳ tâm. Bây giờ mình học ngay ngữ pháp Hán văn rồi. Tôi thấy có một giảng sư giảng sai cái đây, nhưng mà tôi nói mất lòng không muốn nói tên. Họ dùng cái kỳ tâm là nói Phật tâm hay cái gì đó, cái tâm kia, tâm đó, kim kia thì tạm dùng, chứ mà nói là khác cái tâm đó, tâm Bồ Đề. Họ lấy cái kỳ tâm là giống như tâm Bồ Đề vậy, là không phải. Kỳ tâm trong ngữ pháp Hán văn đấy, và tôi cũng đã từng dạy Học viện Phật giáo Sóc Sơn về phân tích về văn phạm Hán văn. Đúng là cái đấy không phải là sở trường của tôi, nhưng mà tôi mới nghiên cứu sau này nha. Sở trường tôi là tiếng Anh. Nhưng mà cái kỳ tâm này là đại từ thay thế. Cái chữ kỳ này nó thay thế cho cái người phát tâm đấy nha. Giờ chẳng lẽ người ta sở hữu cách, giờ chẳng lẽ người ta nói cái người đấy trở lại một đoạn dài thược vậy. Cho nên cái người mà đã phát tâm đấy, cái kỳ tâm là tâm của cái người đấy, của cái hạng đấy. Tâm của cái hạng người mà phát A Nậu Đa La Tâm Miệu Tâm Bồ Đề đấy. Đơn giản thế thôi. Nó là đại từ thay thế trong cái sở hữu cách này. Thì như vậy là Đức Phật trả lời: Hay, nào ông Tu Bồ Đề, như lời của ông nói, Như Lai đã khéo hộ niệm chư Bồ Tát, khéo phó chúc chư Bồ Tát, ông nên lắng nghe tôi vì ông mà nói. Này các thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A Nậu Đa La Tâm Bồ Đề, thì nên như thế như thế. Cái mà như thế đây là giống như ta nói phim tàu hay gì đó, là muốn biết như thế là là cứ xem mấy cái đoạn sâu sẽ rõ. Hoặc là cứ giống như ta đưa bí kíp Võ Lâm, mày ra trận làm như thế, bây giờ bắt đầu như thế nào. Đây cái đoạn này, Như Lai thuyết tâm cũng không phải là tâm, mà gọi là tâm. Bởi vì sao? Quá khứ tâm không thể được, hiện tại tâm không thể được, tương lai tâm không thể được. Đấy là đoạn liên quan tới tâm. Thứ nữa này, này ông Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát nên như thế mà sanh thanh tịnh tâm, không có trụ vào sắc sanh tâm, không trụ vào thanh hương vị xúc pháp sanh tâm. Cái câu quan trọng nhất của Kinh Kim Cang là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nằm trong đoạn này nha. Thì cả kinh nó gói gọn trong đó, nhưng mà được khai triển rộng ra chứ. Rồi bây giờ Tu Bồ Đề, những người phát tâm ở vô thượng chánh cho tâm Bồ Đề như vậy,
Thì đối với các pháp như thế mà biết, như thế mà rõ biết, như thế mà tin, không có sinh ra pháp tướng. Đây, bố thí là không có trụ sách bố thí, không có ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, mà tu tất cả các thiện pháp, đắc cả nào đa la tăng một tâm đề, phần dẫn chứng cả đó. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái tư tưởng ở đoạn này. Cái phần này á, cái phần mà chỗ mà ân vô sở trụ á, cái chỗ mà hàng phục tâm và an trụ tâm này, là chúng ta có mấy ý chính sau đây. Thứ nhất á, là cái tầm quan trọng của cái việc đấy. Hàng phục tâm và an trụ tâm thế nào? Khi mà chúng ta làm cái gì là chúng ta cũng nhận thức được cái tầm quan trọng của nó để mà mình mới dồn sức mình làm. Nha. Bất cứ việc gì mình cũng nhận thức được cái ý nghĩa, cái tầm quan trọng cỡ nào. Và sau đấy là tại sao nếu mà mình hàng phục, có nghĩa là mình hàng phục vọng tâm. Vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta muốn đánh đối phương đấy, người ta gọi là tri kỷ, tri bỉ, bách chiến, bách thắng. Bây giờ mình muốn đối phó với vọng tâm thì mình phải tìm hiểu cái hang ổ, cái nguồn lực sức mạnh của nó, phải không? Nó từ đâu mà nó sinh ra? Và cái đoạn hồi nãy là quá khứ, hiện tại, vị lai, tâm, bất khai đất đấy. Thì bây giờ mình phải tìm hiểu kỹ tại sao mà cả ba thời tâm mà cũng đều không được hết. Bây giờ là tâm vô sở trụ là tâm thế nào? Ân vô sở trụ là ân sao? Và lợi ích của hàng phục tâm, an trụ tâm áp dụng tu tập hàng ngày. Giờ là chúng ta đã học, đã biết nhiều rồi đấy nha. Và cái phần của chúng ta học hôm nay đó là cái trọng tâm để mà trả lời cho ông trưởng lão Tu Bồ Đề. Trọng tâm nhất. Rồi từ cái trọng tâm đây mà khai triển ra 32 phần. Như Thái tử Triều Minh Vương, con của vua Lương Võ Đế, đã chia ra 32 phần. Mà các ngài đã căn cứ theo đó mà luận giải như vậy. Thì bởi vì nó là cái phần trực tiếp nhất để mà trả lời câu hỏi, cho nên nó là quan trọng nhất. Đấy là cái phần trung tâm, trọng tâm của câu trả lời. Và đấy, thì chúng ta thấy trong cái câu chuyện là như là ngài Lục Tổ Huệ Năng mà khi mà đi gánh củi, nghe người ta tụng kinh Kim Cang là cũng lo về để mà chặt thêm củi để mà gỡ mẹ cho người khác nuôi mà đi xuất gia nha. Rồi và tới lúc mà sau khi mà đã trình được cái bài kệ Tam Ấn, bài kệ là Bồ Đề Bổn Vô Thọ đấy, Minh Cảnh Diệt Phi Đài, Bản Lai Vô Nhất Vật, Hà Xứ Nhá Trần Ai, thì Ngũ Tổ đã chấm điểm rồi. Nhưng mà cái canh ba mà khi mà gõ ba gõ ở phía trên đầu đấy, là canh ba đấy âm thầm đến, thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có dán là dán rộng thêm về Kim Cang đó thôi. Và khi dán tới đoạn, tới câu ân vô sở trụ như sanh kỳ tâm là ngài Huệ Năng ngộ. Đấy, thì và được truyền y bát để mà mang đi, được đưa qua bờ sông, người ta ngang bờ sông. Cho nên cái này rất là quan trọng. Và chính ngài Trần Thái Tông cũng trốn lên núi tu để cầu làm Phật, nhưng mà không, hoàn cảnh không cho phép ngài đi tu. Chú của ngài là Trần Thủ Độ kéo quân lên ép buộc phải về, nếu mà không về là phá rừng, phá núi, phá chùa, làm cung điện luôn. Thái tử ở đâu là cung điện ở đó. Thì bây giờ ngài về, nhưng mà ngài nhờ cái câu này: ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Như thế là không phải là lên núi Trúc Lâm Yên Tử là mới tu, lên đấy là mới an tâm, lên đấy là mới làm Phật, mà một người đã khéo biết cái chỗ mà ân vô sở trụ như sanh kỳ tâm rồi gì, thì dù ở thị thành, dù ở cung vua, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể hành đạo, cũng có thể tu tập cả. Cho nên chính ngài có viết là Kim Cang Tam Muội Kinh Yếu Giải đấy. Ngài Trần Thế Tông có viết rồi đấy, trong bao nhiêu tác phẩm của ngài. Vậy thì
Và cũng là liên quan tới câu chuyện thiền, thì hiển nhiên hôm nay chúng ta có nghe câu chuyện là ông Huệ Khả chặt một cánh tay để cầu đạo, ngài Huệ Khả. Mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma là không muốn nói gì đấy, tức là cảm thấy là căn cơ có ai đủ duyên, có ai đủ sức để mà lãnh thọ được cái chỗ tâm yếu của ngài, cho nên ngài chưa nói. Cuối cùng có một người tên là Huệ Khả tha thiết đến chặt cánh tay để cầu đạo. Thừa cái chỗ mà tâm yếu nhất đây là tâm con không an, làm sao tổ an tâm cho con. Thì với một câu ngài rất là ngắn gọn là hãy đưa tâm đây, ra đây ta sẽ an tâm cho. Thì ngài Huệ Khả tìm tâm hoài chẳng thấy. Vậy thì sao đây? Bây giờ là chúng ta tự xét lại mình xem, từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, cho rằng là mình đi tu rồi đấy, cho rằng người ta nói là nhất tu thị, nhị tu gia, thứ ba tu chùa, câu dân gian gì đó. Đấy là câu của dân gian, chưa hẳn nó là chân lý hay là nó nhiều ý nghĩa, nhưng tạm thời có nghĩa là chúng ta đến một môi trường tương đối là ổn định để mà yên ổn để tu tập rồi đấy. Nhưng mà liệu rằng là hàng ngày, hàng tháng, hàng năm như vậy, trú dạ ngày đêm xéo thời như vậy, mình đã an tâm chưa? Mình đã chắc chắn vững vàng hàng phục được mọi vọng tâm chưa? An chưa? Đâu ai nói an tâm rồi để mà tôi mời lên để diện kiến để mà nói rõ cái chỗ an tâm coi nào. Có lúc an, có lúc không bắt an, đúng không? Thì bảo vậy, không có riêng gì chúng ta mà bao nhiêu tỷ người trên thế giới phần lớn như vậy, trừ các vị đã đắc quả A-la-hán hoặc là Bồ-Tát bát địa đã lên đấy. Thì cho nên cái chuyện mà tâm chúng ta có lúc là băn khoăn, có lúc là trăn trở, có lúc là xao xuyến, có lúc là do dự buồn rầu vân vân, thất tình lục dục, hỷ nộ ai ố, đủ thứ âu đó cũng là chuyện dễ hiểu thôi, chuyện thường tình thôi. Biết vậy nhưng mà không phải là chúng ta cứ bỏ nó theo cái chiều hướng đó. Trong kinh Di Giáo là Đức Phật đã dạy là chúng ta hãy khéo mà chân tâm. Như là trong Thiền Tông đó, họ có cái bức tranh gọi là gì? Thập một ngưu đồ, 10 bức tranh để chân trâu. Đấy là 10 giai đoạn chân tâm đó. Và Đức Phật trong kinh Di Giáo dạy là mình hãy khéo léo để mà mình coi ngó cái tâm mình. Giống như một người đang chân trâu, đừng có lơ là mà nó dẫm đạp lúa mạ của người. Đấy. Cho nên là bây giờ chúng ta thử nghiên cứu kỹ xem Kim Cang có hé lộ được cái bí kíp gì, cái bí quyết gì, để mà chúng ta từ nay chúng ta thêm được những phương pháp hữu hiệu để mà an tâm hay không. Thì trong Tôn Cánh Lục mà tất cả chúng ta đều học từ các khóa trước, gọi là tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục, cưỡi mây mà lên các tầng trời uống nước cam lồ hoặc bị đọa xuống địa ngục, và ba đường ác để mà chịu cái cảnh nóng của địa ngục, thì cũng không đâu xa khác mà chính là do tâm vậy. Cho nên kinh Pháp Cú là ai cũng học cái câu đầu tiên á, mà câu 1 và câu 2 gọi là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo, nếu với tâm thanh tịnh gì đấy, làm việc gì đấy thì hạnh phúc sẽ theo như bóng tiêu hình, nếu mà làm việc ác là khổ não thì sẽ theo sâu như là ở cái xe theo chân Phật kéo. Và mình cúng mong sơn khí thực là đốn câu nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật gì nữa, ơn quán pháp giới tánh nhất thiết gì tâm tạo. Đấy, cái tầm quan trọng của nó là nó đứng đầu hết, nó làm chủ, nó thôi thúc, nó làm động lực cho thân hành khẩu hành chúng ta, nó đưa đến phước công đức hay là tội hay là nghiệp chúng ta, nó sẽ đưa chúng ta đến trạng thái nào, đến cảnh giới nào, nó quan trọng đến thế thì làm sao mà chúng ta không lo chăm sóc cho được.
Cho nên có người, người ta thường nói tu là, mấy người cư sĩ là nói tu là tu tâm á. Cũng một phần, nhưng mà người ta nói, ý người ta muốn nhấn mạnh cái vai trò của tu tâm nha. Thì bây giờ, đây, đây là giờ phút mà chúng ta chuẩn bị xem, kể từ hôm nay chúng ta có một cái bí quyết gì thêm mới nữa không? Để mà an tâm nha. Giờ chúng ta nói tới hàng phục vọng tâm. Nó có mấy cái bước. Bước thứ nhất là hàng phục vọng tâm. Và bước thứ hai sau đó là an trụ cái tâm mình. An trụ chân tâm. Hàng phục á là mình chế ngự được. Mình thuần hóa được. Mình thánh được các vọng tâm này. Mình chuyển hóa nó. Mình hàng phục nó. Nhưng mà chúng ta đều biết là có những cái câu như là 14 điều gì đấy. Câu gì mà Hòa Thượng Kim Cương Tử cho viết để bản treo gì đấy. Gọi là kẻ thù gai góc nhất của đời người là chiến mình. Chiến thắng vẻ vang nhất là chiến thắng bản thân. Thắng một vạn quân địch không bằng tự thắng lòng mình. Cho nên đó là bây giờ chúng ta hãy xem thử cái xào huyệt, cái lô cốt, cái thế lực của vọng tâm nó cỡ nào mà nó có đủ sức để mà nó quật ngã mình vậy. Nó có đủ sức để mà nó lôi dẫn mình. Bây giờ đấy, thì chẳng hạn chúng ta định nghĩa tâm là gì? Tâm là chi? Thì trong Nam Tông, trong Thánh Pháp Tập Đối Luận gọi là cái chi cũng là tâm cả. Tâm là chi, cái chi cũng là tâm. Tâm là cái chủ thể cái để nhận biết cảnh. Tôi nhớ là ni sư Liên Tính, Tính Liên của khắc sĩ đấy, đã viết cái luận án tiến sĩ gọi là không, Sư Minh Thành khác, hình như cái này Sư Minh Thành. The concept of citta in the Tripitaka, citta là tâm đấy. Còn ni sư Tính Liên là the concept of dhamma in the Tripitaka, cái dhamma pháp với tâm. Vậy thì tâm là để cái để nhận biết cảnh. Nói như trong Thánh Pháp á, là có bốn duyên như thế này á, chúng ta học á, của ngài, của sư Bưu Chánh đấy. Thứ nhất á, là nghiệp, nghiệp quá khứ. Thứ hai á, là tâm, sở hữu tâm. Thứ ba á, là cảnh. Thứ tư là vật. Vật đây muốn nói là các sắc thần kinh, các yếu tố trong cơ thể mình đấy, các cảm bên ngoài. Bốn cái nguyên nhân có thể tạo ra tâm đây là nghiệp quá khứ. Tâm sở là có tầm tứ, mình có hướng tâm về nó. Có sắc, tức là có cảnh bên ngoài. Và có vật, tức là các yếu tố thần kinh, yếu tố tri giác của cơ thể mình, có ngũ uẩn đấy. Thì bây giờ, như vậy là tâm là có mấy cái điều yếu tố đấy. Nhưng mà trong cái Phật giáo Bách Truyền đấy, trong Phật giáo của Nam Truyền là họ chia ra là có bốn loại tâm hoặc là sáu loại tâm. Bốn loại tâm là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Còn mình trong Phật giáo mà của Thiền Tông của Bát Truyền là chân tâm và vọng tâm. Ba cái đầu là kể như là vọng tâm đi. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới là kể như nó vọng tâm. Chứ nếu mà theo nó, mà theo mấy cảnh luân hồi kia. Cái khái niệm mà chân tâm là hoặc là Phật tánh là không có trong Nam Truyền. Nhưng mà cái tâm siêu thế thì thôi thì cũng thế thôi. Nó cũng gọi là tương đương. Tiếng Anh gọi là equivalence. Cũng vậy thôi. Đấy. Nó là tâm siêu thế mà. Tâm đấy nó ra ngoài luân hồi. Chả phải chân tâm là gì. Chả phải Phật tánh là gì. Đấy, cho nên cũng vậy à. Và trong Nam Truyền có chia tâm là theo sáu thức đấy. Theo nhãn nhị tỷ thiệt thân ý cũng vậy thôi, cũng giống như Minh Duy Thức. Minh Duy Thức họ có thêm là Mạt Na Thức, hay là A Lại Gia Thức, hay là Thiết Thức thứ 9 sau khi tu tập. Cái này ít khi người ta nói lắm, là Bạch Tịnh Thức gì đấy. Nhưng mà bây giờ thì người nào vô minh nhiều là tâm nó sinh ra nhiều. Tâm là vọng tâm đấy, đúng không? Bây giờ là họ vô minh, họ mê mờ, cho nên nó là cái gì cũng sẽ phát tinh ra suy nghĩ hết, cái gì cũng sinh ra rối rắm.
Chẳng hạn như tham sân si á, mà hễ mà si á thì có tham, mà hễ si á có sân. Đúng ra là si tham sân. Si á nó vô minh sinh ra hành ấy mà. Theo 12 nhân duyên, trong cái hành đây á là có tạo tác, có tác ý, có chetana, tâm sở đó, tức là tác ý đó. Thì vô minh sinh ra hành. Để cho nên á là trong cái vòng nghiệp luân hồi vậy, cho nên á là hễ mà anh vô minh nhiều là anh tạo tác, tác ý nhiều, mà tác ý vọng nữa, sai nữa nha. Chứ đâu có rảnh rỗi được đâu. Cái gì người ta cũng có thể tác ý được, tác ý phiền não. Thì vô minh. Chứ nếu mà sáng suốt thì người ta đâu có cần tác ý, đâu có cần nghi kỵ, đâu có cần giận hờn, đâu có cần hơn thua, đâu có cần phiền não. Bởi vì mình thấy sáng suốt vấn đề đó rồi mà. Mình hiểu và thương rồi đó thì nó bớt đi, biết không? Nó muội lược, nó giảm. Bây giờ là tập khí theo cái thói quen rồi. Hồi giờ từ vô thủy đến nay bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình theo thói quen đó rồi. Theo thói quen vọng đấy, theo thói quen tà, theo thói quen tập khí xấu xa đấy. Chẳng hạn như mình thấy cái món ăn ngon là mình thích, mình thấy đồ ngon là mình cũng thích, vân vân như vậy thì nó quen rồi, thấy cái đó là tác ý rồi. Nha. Nó cái tập khí, cái sự huân tập. Người ta nói là mình gieo hành động thì gặp thói quen, gieo thói quen là gặp tính cách, gieo tính cách là gặp số phận, câu bên ngoài đời đấy. Thì đó nó theo cái tính cách của mình, cái sự huân tập của mình. Cái con người, cái kiểu cách đấy, trong hoàn cảnh đấy là họ tác ý như vậy. Rồi mình phiền não. Khi mà phiền não khởi lên đó là vọng tâm nó sinh ra ào ào luôn. Nếu mà anh khởi cơn tham rồi là nó không để cho anh yên. Một loạt chuỗi hành động, một loạt theo chuỗi. Ví dụ mình tham mặc đồ đẹp rồi xong. Lo đòi hỏi người ta là phải chở đi chợ, siêu thị, lựa. Lo coi mấy cái catalog, coi biểu diễn thời trang. Chứ nếu mình không có ham fashion đấy thì đâu có để ý chi mấy cái vụ mà biểu diễn thời trang, là cứ ngồi cứ coi các cái diễn viên, các ca sĩ coi cổ áo, kiểu áo làm sao. Bởi vì họ là người đắm mê cái đấy, tham. Còn chẳng hạn là sân si vân vân. Hiển nhiên là đã phiền não thì một cái loạt vọng tâm nó sẽ nảy sinh theo cái chiều hướng phiền não đấy. Mà như vậy là tất cả những cái vọng tâm này á, hay là tâm mà theo Nam Tông gọi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới đấy, là nó đều xa rời cái bản thể thanh tịnh của mình. Và nó nguy hiểm đó. Nó tác hại vô cùng. Tác hại là nó khuấy đảo, bất an. Bây giờ mình tu á, thực ra nó cái mà họ gọi là thiền đấy, thì là thiền tập đó nha. Các bậc tổ sư mà thuần thành rồi đó thì lúc nào họ cũng thiền 24/7, hay là đi đứng nằm ngồi họ thiền hết thì không nói. Mình là cái giờ mà thiền tập đấy, giờ mà chánh niệm giác sát đấy, là trong đó cái trách nhiệm chính của mình cũng là coi ngó lại. Người ta gọi là thân thọ tâm pháp, nhưng mà đặc biệt là coi lại thân và tâm của mình như thế nào đấy, coi cho nó sáng rõ cái diễn biến của nó, thấy không? Để mình tập điều chỉnh trong lúc đấy. Điều chỉnh trong cái thời gian đấy rồi á, trong cả ngày của mình điều chỉnh theo. Cho nên á là hễ mà vọng tâm nó khởi lên là nó kéo mình xa rời tánh giác. Khổ lắm. Mà cái nguyên nhân á là mình thiếu chánh niệm tỉnh giác. Mình thiếu giới, thiếu định. Thiếu giới luật là nó, mình đạp rào giới luật là nó cũng sinh ra vọng tâm mà vào, phải không? Giới luật nó giữ mình bớt một phần. Ví dụ bây giờ ở bên ngoài á, mình tự do quá, mình mang Honda mình đi chơi hoài thì nó sinh chuyện, phải không? Nhàn cư vi bất thiện. Chứ nếu mà mấy khóa kia anh em mơ họ vô nội trú ở Lê Minh Xuân chung chỗ đấy hết thì nó cũng đỡ bớt đi. Nó bớt là sinh sự và bớt sự sinh, bớt tác ý, phải không? Bớt đi rủ đi những chỗ mà gọi là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Nhằm vào những chốn đoạn trường mà đi. Đấy. Có giới nó giữ bớt lại, nó phòng hộ lại. Hay là có định thì chánh niệm tỉnh giác.
Quan trọng mình chánh niệm tỉnh giác là người nào chánh niệm tỉnh giác là người ta sẽ bớt à, sẽ bớt đi cái vọng tâm. Người nào giữ được giới luật là họ tâm họ không bớt tác ý, vì họ đâu có cho phép tác ý, đâu có cho phép làm mấy chuyện đó, không có được phép làm mấy cái việc đó mà tác ý anh chị mấy công, mà trần trọc, mà tha thiết, mà đòi hỏi anh chị mấy công, không có được, không được phép. Cho nên là tốt nhất là quên nó đi, dẹp qua một bên và quên nó đi cho rồi. Và hiển nhiên á là người mà đạo lực kém, người mà tu năng lực chưa nhiều, người mà chưa có nhuần nhuyễn, chưa có chế ngự, chưa có, người ta gọi là chưa có thấm mùi tương trao, chưa có đạo hạnh thiền môn, chưa có thiền vị, cũng tùy theo cái sự tinh tấn và cái nhiều kiếp của mỗi người. Nhưng mà chủ yếu là mình có một cái đạo lực, có khả năng phòng hộ là nó bớt cái vọng tâm. Đấy, thì chúng ta xem xét cái những cái nguyên nhân và cái thế lực của vọng tâm đấy. Bây giờ mình chuẩn bị đang đối trị với nó mà, đang chế ngự, đang hàng phục nó, thì chúng ta tìm hiểu nó trước. Giờ bước qua ba thờ tâm không thể được. Cái này chúng ta suy nghĩ thử. Chẳng hạn như mình có câu gọi là chánh niệm tỉnh giác, an trú trong hiện tại, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, an trú trong hiện tại, tề quán chính là đây. Nhưng mà hiện tại là cái gì? Cái gì là hiện tại? Bây giờ ngay khi mình nói hiện tại thì cái ông mà Heraclit ông nói là không ai tắm hai lần gì nữa trên một dòng sông, tiếng Anh gọi là never step twice in the same river. Never là không thể nào, step là bước, twice là hai lần đấy, in the same river là cái trên cùng một dòng sông. Vậy thì cái gì là hiện tại đây? Ngay mình khi mình vừa nói hiện tại là cái nó qua mất. Hiện tại là cái gì để mà nắm bắt? Cái khái niệm thời gian đó là ai chia ra? Hiện tại là ngày này, hiện tại là tháng này, hiện tại là trong lớp học, hay là hiện tại là cái chi? Thực tế cái khái niệm thời gian đấy cũng tùy theo trường phái và nó cũng là giả định. Cái đơn vị nhỏ nhất của mình trong cuộc sống của mình thông thường mà nói có thể là giây. Nhưng mà cái đơn vị của bên Phật giáo gọi là gì biết không? Sát na. Bây giờ chúng ta thử theo cái bộ luận mà phân biệt thế gian của bên câu xá. Sát na nó bằng gì? À, sát na. Bây giờ một cái khỉ móng tay của lực sĩ là bằng bao nhiêu sát na? Không, đâu nhanh vậy. Bằng 65. 65 sát na. Khỉ một cái là đã 65 sát na rồi đấy. Cái nơi đó là 92, nhưng mà chủ yếu cái luật của câu xé luận mọi cái trường phái nó khác. À, sát na. Rồi bao nhiêu sát na là mới được một trường sát na? Hàng sát na. Bao nhiêu? 120 cái sát na này là nó mới bằng một hàng sát na. Bao nhiêu cái sát na, bao nhiêu cái hàng sát na nó bằng một cái lạp phược. Đó là cái ủa chứ thầy Giác Hiệp chưa có dạy đoạn này sao? Hả? Dạy chưa? Thế gian ông phân biệt thế gian luận của câu xé đây. Đấy thì á, cái đây 120 á, rồi cái 16 cái hàng sát na này nó mới bằng một cái lạp phược. Rồi á, bao nhiêu cái lạp phược là nó mới bằng một giờ biết không? 30. Cái lạp phược này á, bằng một giờ. Như vậy một giờ mình nhân lên thử bao nhiêu sát na? Nhân hết vô. 65 nhân 120 nhân 16 nhân 30. Rồi đấy, bấm đi. Bấm mấy vị tính hay là bấm một giờ là cỡ đấy sát na. Cái sát na đấy nhiều hơn là dây, chắc chắn là nhiều hơn dây rồi. Bởi vì sao? Một khỉ móng tay này mà 65 sát na á, mình thử nghĩ đi. Một khỉ móng tay này mà 65 sát na
Một cái móng tay này là coi chừng một giây chứ mấy, chưa được một giây nữa mà đã sớm 15 sát na rồi. Đấy cho nên là cái đơn vị nhỏ nhiệm như thế. Mà sao biết không? Trong mỗi sát na như vậy là có nhiều tâm đã sinh diệt rồi đấy. Đã khởi, đã sinh diệt. Cho nên thế mới nói là tâm nó vô cùng nhỏ nhiệm, nó vô cùng vi tế và nó thiên biến vạn hóa. Nó biến chuyển không ngừng. Và nó như là con khỉ, con vượn, tâm viên ý mã. Nó liên tục như thế. Cho nên mình quan sát cái nó thật là khó. Cho nên cái khái niệm mà sát na là cái gì là hiện tại? Một cái khỉ móng tay này nó qua rồi. Nó qua cái sát na đấy là nó qua cái hiện tại rồi. Nó tới một cái sát na khác. Khó đó. Cho nên bây giờ mình nói cái gì là hiện tại? Mình vừa ý thức tới nó là nó đã qua rồi. Mình vừa nghĩ tới nó là nó đã qua mất sát na rồi. Mình chưa có kịp nhận thức, chưa bắt kịp nó qua mất. Hồi á, cái câu chuyện mà cái ông Tổ Đức Sơn á, là ông này vốn á, là ban đầu là ông tu theo luật tông nha. Cái thời đấy là thiền tông thịnh hành, cho nên là ông mới nghiên cứu về kim cang. Ông quẩy mấy cái quyển luận kim cang đi. Cái này á, là một số tăng ni sinh đã nghe rồi đấy. Ông chuẩn bị lên núi đấy để mà tranh biện với mấy thiền sư bên thiền tông. Ông là luật tông mà. Nhưng mà ông nghiên cứu kim cang kỹ á, nghiên hết mấy bộ luật đấy, quẩy theo. Quẩy theo là để cần là ông luyện công trên đường đi vừa luyện công vừa dẫn chứng cho người ta đấy. Và khi mà ông buổi sáng đấy là ông gặp bà lão là ông chuẩn bị lên núi, ông nói là bà ơi có cái món gì đây đem ra cho tôi điểm tâm. Thì bà lão trả lời sao? Ông trả lời cho tôi nghe coi. Ông quỷ cái gì đấy? Nó tôi quỷ mấy cái bộ luận kim cang đấy. Được lắm. Nghe nói ông quỷ cái bộ luận kim cang á. Nghe nói là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc và tương lai tâm cũng bất khả đắc. Vậy chứ mà ông muốn điểm tâm là điểm cái tâm nào? Rồi xong. Bỏ chiêu lùi gót. Cái tiếng Hán nó nghiệt cái chỗ mà cái chữ điểm tâm ấy cũng là bữa ăn sáng. Mà chữ điểm tâm chơi chữ điểm tâm cũng giống như mình là điểm cái điểm là chỉ điểm ra cái tâm đấy nha. Điểm là mình chỉ ra. Sau đó bà cụ già bà chơi chữ. Vậy là ông thua rồi, thấy vậy thua mất mà cần gì đi đấu mấy cái thiền sư kia cho mệt. Quẩy gói về luyện tiếp, luyện công tiếp. Không biết là trong kỳ thi này chúng ta tới thấy là bẻ gãy cái viết và chuẩn bị thi lại tiếp. Tôi ra đề tôi cũng chẳng biết là dễ hay khó nữa. Nhưng mà bốn đề chọn ba. Mẫu đề là mình làm 30 phút 30 nhân 3. Thì mình cứ thử sức sau khi mình làm ba đề xong rồi mình thấy là mình đã thông thạo kim cang cỡ nào nha. Vậy bây giờ nó cứ tương tự là không biết là mình đã thâm nhập tư tưởng kim cang cỡ nào. Đấy. Thì nhưng mà cái này là một bài toán đau đầu nè. Một cái vọng tâm xảy ra. Vậy thì cái nào nó biết cái vọng tâm đó? Chẳng lẽ nói theo Nam Tông như là hai tâm một lượt. Nam Tông người ta đâu có chấp nhận ở đấy. Nam Tông là cái nó giống như cái dây chuỗi từng tâm tâm nó nối kết nhau. Chẳng lẽ một cái vọng tâm sinh ra rồi cái tâm nào để mà nó ngó thấy, nó biết cái vọng tâm đấy? Hả? Là cái gì? Xác gì? Giác tánh. Bên Đắc Tông mình là chấp nhận cái đó, nhưng mà hình như Nam Tông là họ không, thì mỗi trường phái, nhưng mà thôi thì nhất là bên thiền tông, bên Bắc tông mình là chấp nhận, đúng rồi, là giác tánh, là chân tâm, là khái niệm của thiền sư Thanh Từ á, gọi là ông chủ, chủ nhân ông. Mình hãy trở về và hãy nhận diện với chủ nhân ông của mình. Tôi cũng là người mùa hè vừa qua, tôi có dạy chỗ gì đó, Trúc Lâm Tây Thiền mấy tháng mùa hè về cư trần Lạc Đạo Phú. Tôi không phải là người được huấn luyện ở trong đấy. Nhưng mà không biết khía cạnh gì, không biết khía cạnh học giả hay khía cạnh gì đấy.
cho Trường Thiền ở bên ngài Thanh Từ. Cái chủ nhân ông bên thiền cái nó cực kỳ quan trọng này, cái mà đúng rồi các vị nói đúng đó, cái giác tánh gọi là chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, cái giác tánh thường biết thường soi đấy, tự động nó sẽ thấy biết hết. Còn cái những cái vọng tâm đấy như là khách qua đường, nó qua lại mình ngồi đấy, mình là chủ nhân trong nhà, mình ngồi đấy mình biết nó đến nó đi. Đấy là cái cách tu của bên bên thiền tông, mà đặc biệt là trường phái của Trúc Lâm đấy. Mà thiền tông đa số là vậy, thiền tông tổ sư thiền cũng vậy, đúng rồi. Tổ sư thiền từ phía bên Trung Quốc tới bên Việt Nam, còn ở bên Ấn Độ gọi là Như Lai thiền. Khó nhiều lắm, đúng rồi, tổ sư thiền, không, trong cái tổ sư thiền nó có nhiều loại, đúng rồi, nhưng mà chủ nhân ông cũng là một khái niệm rất là lớn ở trong tổ sư thiền. Trong tổ sư thiền nó có nhiều pháp môn lắm chứ, nhiều trường phái. Đúng rồi, có không mà nhiều thứ nữa, chứ không phải là chỉ là khóa thám khóa đầu là đủ, nó nhiều cách trong đấy. Nó nhiều ông tổ sư. Đại khái là các vị tổ sư ở Nhật Bản hay là Trung Hoa, người ta đề ra cái pháp môn thiền gọi là tổ sư thiền. Còn cái mà bên Nam Tông họ học cái pháp môn thiền của Phật gọi là Như Lai thiền. Thì bây giờ mình ba thời tâm không thể được. Nói như vậy không biết là quý vị tăng ni có ngồi có thiền quán trong lúc nào đấy, mình thiền quán xem coi. Sao mà cái gì cũng không được hết. Lấy cái gì để mà coi ngó cái gì? Cái gì gọi là hiện tại? Sống với hiện tại là sống với cái gì? Làm sao để nắm bắt hiện tại? Và cứ từng giây từng phút nó qua, mọi thứ nó thay đổi. Thân tâm của mình từng sát na nó khác hết rồi. Cho nên người ta nói là ai bảo giùm ta có ta không, cái dòng chảy nó cứ liên tục vậy, liên tục vậy. Biết đâu mình cứ mình suy tư mấy cái đấy nó còn đang khó đấy, nhưng mình suy tư nó có bừng vỡ đó. Tâm thức thì cứ trôi chảy liên tục, mọi thứ nó trôi chảy liên tục. Đấy, mình sống trong hiện tại. Nhưng mà thôi thì theo những cái quan điểm đơn giản là giống như thân đâu tâm đó, hay là mình sống trong phút giây hiện tại, trong sát na hiện tại, sống với cái công việc của mình hiện tại. Nói theo kiểu của ông Descartes, nhà toán học của Pháp, toán học và triết gia, gọi là tôi tư duy, tức tôi tồn tại. Đang sống, đang tư duy, đang suy nghĩ. Thì đấy, thì quả nhiên là cái chuyện mà ước định thời gian là chuyện chia chỉ cách đấy, là chuyện con người mình làm. Nó là tục đế đấy, cũng chả phải chân đế. Ngay cả sát na đấy thì cũng tùy theo các trường phái, các bộ luận khác nhau, người ta cũng chia chỉ khác nhau thôi. Cũng cách một cách tương đối, mình tìm cách để mình nắm bắt cái thời gian thôi. Chứ còn thời gian nó cứ thế. Và tâm thức nó vẫn cứ thế. Trong dòng vô thủy vô chung tới nay là không biết đâu là đầu, không biết đâu là cuối, không biết đâu là giữa. À, không biết đâu là trước, không biết đâu là sau. Cái trường tác dụng cái tâm mình nó cũng vô hạn, mà cái thời gian nó cũng vô hạn. Hai cái nó cứ vô hạn như vậy, vô cùng và vô hạn như vậy. Đấy, nhưng mà tóm lại là nói theo kiểu tu của mình là hãy chú tâm vào cái việc đang làm. Bữa trước chúng ta có ba câu hỏi thiền rồi đấy, thôi tạm như vậy đi. Ai là quan trọng nhất? Công việc gì là quan trọng nhất? Đối tượng nào là, thời gian nào là quan trọng nhất? Thì một cách tương đối thôi, chưa bao giờ nói thật hiện tại là cái gì. Thường thường là có những cái nhận vị giống người ta bị nhéo lộn mũi, hay là người ta, tức là khi mà ngộ là ngộ ngay vào lúc đấy, người ta để nó trôi qua một cái là nó trôi qua hết đấy. Thì bây giờ nói như vậy để mà các hành giả ứng dụng tu tập, là mình thứ nhất là mình biết cái vọng tâm hay là của mình á, cái tâm của mình á, những cái hoạt động của tâm á là nó khởi liên tục và nó nhanh lắm, nó nhanh nhiệm lắm và nó nối đuôi liên tục. Mình nhớ là mình biết nó nhanh quá đó, nhanh quá mà nhiều quá, mình cẩn thận, mình về chừng tu tập, mình biết như vậy. Và mình ứng dụng tu tập á là ví dụ nha, bây giờ bình thường á là mình thấy là mình ít loạn tâm lắm,
Nhưng mà có nhiều người ta càng vô ngầu thiền á, là người ta càng thấy loạn tâm. Nó nói thôi tôi dẹp cũng tu nữa, tu nào loạn đấy. Nhưng mà họ nói như vậy là đúng không? Tại vì họ chưa có kinh nghiệm đấy thôi. Cái lúc mà bình thường á, mình cũng có những vọng tâm, nhưng mà bởi vì mình vọng quá cho nên mình cũng chả nhận ra cái vọng tâm đấy luôn. Vọng nó đi theo vọng luôn. Còn cái lúc mà mình tu tập á, là mình ngồi mình bình tĩnh, mình giác sát, mình mới thấy là từng chuỗi vọng tâm nó khởi lên đấy. Đó, từng cái đà quán tính, cái đà tập khí, cái đà vọng tâm nó nổi lên đấy. Biết nó nổi lên là may lắm rồi đấy. Nhiều khi mà anh vọng mà anh cũng chả biết anh vọng luôn á, cái đó mới là, nó mới là trầm trọng hơn nữa. Mình vọng mà mình quen với vọng, mình chấp nhận với vọng, mình cũng chả ý thức là mình đang vọng luôn, đang có vọng tâm khởi nha. Thì như thế là chúng ta biết nó vi tế, nó nhỏ nhiệm, nó nhanh chóng, nó ào ạt, nó giờ nó là liên tục. Để mà đấy, để mà mình ý thức mình khéo léo làm sao để mà nhận diện được nó. Muốn chuyển hóa hay muốn làm gì là trước mắt mình phải nhận diện. Anh không biết nó có mặt hay không có mặt, anh không biết cái hình mạo, cái dạng mạo nó ra sao mà chuyển hóa cái gì. Cho nên đó là hãy khéo léo nhận diện. Bây giờ cái đoạn quan trọng nhất của Kim Cang ngay ở đây. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tâm kia hay là tâm đó hay là tâm của người đó, nên không có chỗ trụ mà sinh cái tâm. Thì sao? Bây giờ nếu mà cái hàng phàm phu hay là ít tu tập, thì thứ nhất là người ta quá vọng, quá loạn. Và người ta có nhiều khi người ta cũng chả cần ý thức là phải chế ngự cái tâm gì. Đối với người mà phàm dân á, là quan trọng là người ta không có phạm pháp luật nhà nước, không có phạm về phong tục, về lễ giáo, chủ yếu là thế. Đừng có bị bắt ra tòa án hay là bỏ tù, đừng có bị người ta chê cười. Còn nữa là người ta có thể tự do, cho phép người ta tự do. Đấy, cho nên là đôi khi là nó không có đi sâu vào cái tinh tế như mình vậy, không có đòi hỏi cao như mình vậy. Cho nên là họ mặc sức, là họ phóng túng, họ ngồi đây là họ mơ giữa ban ngày. À, rồi là họ đứng nhón gót xe lên để mà xem mấy cô gái đẹp hay là mấy người kia đi qua đây nọ kia. Rồi họ xì xào, họ tán thán, họ trố, họ trầm trồ. Được, họ đỡ họ không sao hết. Vân vân. Thì họ mặc sức mà có rất là nhiều trường hợp là thả cái tâm viên ý mã và tâm nó muốn vướng đâu nó vướng, nó muốn đậu đâu nó đậu, nó muốn bay đâu nó bay, nó muốn làm gì nó làm. Vậy người ta có sướng hơn mình không? Sướng không? Vậy là người ta khỏe hơn mình rồi đấy. Cho mình mới chứ. Theo mình nghĩ và ban đầu là vậy, là khỏe quá. Mình mới phải gò bó, phải tù túng, phải ràng buộc, phải ý thức, phải câu nệ, phải cột trói, phải giữ gìn cái tâm lại. Mình nói là nói vậy thôi. Nhưng mà cái sướng và cái nhỡn nhơ đấy là nó đưa tới tai họa. Cứ là nó có một khu vực gọi là an toàn đấy. Còn cái khu vực kia là khu vực không an toàn. Họ đang bước ra ngoài cái khu vực an toàn rồi đấy. Họ đang nhỡn nhơ, đang khám phá là coi chừng. Khu đấy là không an toàn, khu đấy là nguy hiểm. Và nó sẽ đổ nát thân tâm người ta. Đấy thì họ muốn làm gì họ làm, muốn trụ đâu họ trụ, họ muốn bám đâu họ bám, họ muốn chấp đâu họ chấp. Đấy, coi chừng nó đeo bệnh cả thân tâm, coi chừng bị khổ lụy. Còn bây giờ, Đức Phật nói là bố thí mà không có chấp vào chuyện bố thí, không có trụ nơi sắc thanh hương vị xúc pháp, không có chỗ nào mà sanh tâm, không nên trụ chỗ nào mà sanh tâm ra. Chút nữa chúng ta sẽ nói một yếu tố là nên sanh tâm hay là không nên sanh tâm. Chúng ta sẽ nói tới yếu tố đấy. Nhưng mà thứ nhất á, là bình thường á, là mình á, là dễ mắc kẹt nhất á, là sáu trần. Đúng rồi. Trong cái bên á, Thánh Pháp tập yếu luận á, trong cái bên mà vi diệu pháp á, họ
họ cũng nói là chia theo bốn loại tâm là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tâm siêu thế, hoặc là tâm của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, tăng, ý. Thì bây giờ mình là đúng rồi, thường là sáu cái yếu tố đấy nó xúc tác cho cái tâm mình khởi, đúng không? Như cái bài sám mình mắt trong thấy sắc tỳ ham, không phải gì đệ tử chúng con quỳ trước điện vậy đấy, mắt ưa xem hiện cảnh hàng ngày đấy, ta tới tiếng mặt đường vô định mũi văn ngữ mùi thơm bất tịnh đấy. Thì bây giờ là mấy cái trần nó tác động vào là mình sanh tâm liên tục. Ví dụ như hồi ông Nguyễn Trãi mà cái vụ án thị lộ gì đấy, có đánh báo án gì đấy, là thấy cô kia bán chiếu là thấy đẹp rồi. Gì cô ở đâu mà bán chiếu ngon, chẳng hay chiếu đã hết hay còn, xuân sanh nay độ bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa được mấy con đấy. Thấy cái người bán chiếu là tấn công liền đấy, tấn công khéo léo để mà tỏ tình liền, dính vô sắc. Thì cô ta bà đấy cũng trả lời, bà là Nguyễn gì lộ, Nguyễn Thị Lộ à, gì tiếng gì, tôi ở Hồ Tây, Hà Tây bán chiếu ngon những gì hết hay còn, cớ sao ông hỏi hết hay còn, xuân xanh nay độ trăng tròn lẻ, trăng tròn lẻ là bao nhiêu, 17 à, trăng tròn là 16 á, 16 cộng 1 17, chồng đà chưa có, huống chi con, há chi con, thôi khỏe rồi, coi như là vườn hồng đã có ai vào hay chưa, là liệu hỏi thì đào xin thưa mà vườn hồng đã có nhưng chưa ai vào là khỏe, thấy là bật đèn xanh chuẩn bị là mở cửa rồi, nó tác ý vèo vèo luôn, đèn xe của đấy là đèn xe ở đấy là trùng trùng duyên khởi đấy. Thấy cảnh là tùng trùng trùng tâm xanh nhá. Rồi là gì, ca dao là trên trời cả đám mây xanh, chính giữa mây trắng xung quanh mây vàng. Đây là thấy nàng rồi đó, nhắm trời ngắm đất, sao mà thiên địa nhân nó hữu tình quá, giá mà anh lấy được nàng. Đắc ý cái bệnh mà xúc rồi nha, xúc là bắt đầu tới thọ ái thủ hữu, cái nhân sinh tử nó nằm chỗ ái thủ hữu, ái là dân thủ, thích rồi bây giờ muốn thủ muốn hữu đấy. Giá mà anh lấy được nàng thì anh mua gạch bát tràng mà xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân, có rửa thì rửa tay chân, đừng lửa rong mày chết cáo tôi gì đấy, chết cáo anh. Mấy gì con gái, con cái người ta ở đâu, người dân nước lã đi qua đường mà mình tác ý ào ào như vậy, tác ý tới chuyện mà mua gạch bát tràng về xây hồ rồi đủ thứ chuyện hết. Bệnh của chúng sanh nó khổ lắm, cho nên là ấy đấy, trong cái 12 nhân duyên là ai thủ hữu nha. Tôi nói là bên cái thập độ bên Nam truyền là người ta nhấn mạnh về cái xuất ly, trong đó cũng có phần là xuất gia. Còn cái hạnh của Bắc truyền lục độ là bố thí. Nhưng mà nó có cái điểm chung thế này, bây giờ mình có xuất gia cỡ cho mấy đi nữa, nhưng mà xéo canh mình dính mắt với xéo trần là kể như là thân xuất gia mà. Sao biết không? Tâm cũng như là tại gia rồi. Đấy, mình chỉ có mới được là xuất thế tục gia thôi. Còn mấy cái công đoạn sau là xuất phiền não gia, xuất tam giới gia là chưa ổn đấy. Cho nên cái chuyện mà xuất gia cao cả nhất, xuất ly cao cả nhất là quan trọng là xéo canh của anh ấy nó có dính mắt xéo trần hay không. Đấy mới là xuất gia, đấy mới là xuất ly. Cho nên quốc sư Huệ Trung cũng như là tổ sư Bách Trượng đã nói là xéo canh mà không dính xéo trần là giải thoát, định nghĩa đơn giản vậy. Vì thế đấy, xéo canh xéo trần 18 giới lục nhập, 12 xứ 18 giới, giải thoát ở đâu mà xa? Cũng ngay nơi xéo canh đối xéo trần đấy mà giải thoát. Cũng ngay nơi xéo canh đối với xéo trần đấy mà sanh tử trầm luân. Trong nhà thiền đấy,
thì là nó thế này: thấy thì cứ thấy, biết thì cứ biết, nhưng mà đừng có sinh vọng tâm, đừng có sinh thêm nữa. Bây giờ chẳng lẽ mình là vô tri vô giác, anh cũng không biết anh cái món gì, nằm cũng chả biết nằm trên món gì, chẳng lẽ mình đồng với gỗ đá tu sao, mà đồng với gỗ đá gạch đá đất hay sao? Không biết nghe cái giai thoại gì mà thiền sư kia, cô nàng kia ôm kia rồi là nghe nói là ta giờ tu như gỗ như đá, chả có cảm giác gì, ôm nàng như ôm cục gỗ, sẽ bẹp về lão mà đốt quán hay sao đấy. Thực sự mấy năm sau anh tu lại cũng cũng cái tình cảnh mà cô nàng tiếp tế lương thực của ôm nói là chuyện này đừng có nói nhiều nha, ta biết nàng biết, đừng có nói mụ già cái biết. Không, cái chính á là mình vẫn biết chứ, quá cẩn thận rồi nha, mình vẫn tương đối một cách tương đối, mình vẫn phân biệt đây là cái, đây là cái màu xanh hiển nhiên, cái này cái màu đỏ, cái đây là nguyên vỡ, đây cái biết. Chắc lẽ tu rồi đối với các cảnh trần chả biết cái gì hết, mình tập trơ trơ ngu ngu ngơ ngơ khờ khờ vậy là phải là tu. Biết thì vẫn biết thế thôi, đừng có sinh thêm nữa, ái thủ hữu đừng có dính trong đó, đừng có kẹt trong đó, chỉ lẳng lặng mà nhận biết thế thôi. Đấy thì mình đừng có dính mắc vào nơi đấy. Đấy thôi, sẵn đọc thơ thì đọc một bài nữa. Bài đây dính mắc nặng nè, bài đây người ta hình như người ta phổ nhạc thành bài hát đó là bài Ghen của Nguyễn Bính. Cô nhân tình bể của tôi ơi, khi mà người ta có ái, có dính ái và thủ hữu rồi đấy, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười, những lúc có tôi và mắt chỉ nhìn tôi, những lúc tôi xa xôi. Người ta cái bệnh người ta ôm vào lòng không? Gì có ai thuộc nữa không? Không ai thuộc chị bài bé đại chị không? Nó tóm lại đó là gì, là và gì cô là tất cả của riêng tôi đấy. Thậm chí nha, cái người mà của đạo hồi đấy là họ che mặt lại. Biết tại sao họ che không? Phụ nữ che mặt không? Cái mặt đấy cũng chỉ để chồng mình coi thôi, người khác không được coi. Mà tôi nghĩ là mấy anh chàng trai Hồi giáo mà muốn lấy phụ nữ Hồi giáo, người ta dùng cái từ coi mắt là đúng không? Tao đó chỉ coi mắt thôi chứ chưa có cưới là coi gì nữa không coi. Nên là hai người mắt đó mình tới mình coi mắt đó, mình đoán gì đó mà đoán thôi chứ. Trong cái kinh của Nam Truyền á, người ta gọi là không có nắm bắt cái tướng chung, không có nắm bắt cái tướng riêng, không có các sách pháp hay là các cái pháp bên ngoài. Hay là có một kinh gọi là Ba Hy Giá, Ba Hy Giá, còn mình có kinh lật lại trong kinh Ba Hy Giá là nói là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe hết, trong cái biết chỉ là cái biết, đúng rồi. Vậy mà cái phái của thiền sư Thanh Từ chúng ta đấy, thiền sư Việt Nam đấy, là có cái khái niệm gọi là biết vọng không theo hết. Cái căn bản pháp tu của ngài á, ví dụ ngài thiền sư nhất hạnh là nặng về tứ niệm xứ, nặng về an ban thú ý của Khương Tăng Hội. Cũng có tứ niệm xứ nữa, chứ còn ngài Thanh Từ là biết vọng không theo, tức là mình lặng lẽ quan sát các căn không dính với các trần. Khi mình nó vọng mà nó khởi lên là biết là vọng rồi, không theo là tự nhiên nó lặng lẽ nó hết, nó sẽ hết. Mà khi mình ý thức mình nhận diện ra nó rồi nó hết. Đấy cho nên là cái chỗ tu là bây giờ trước mắt là mình không dính vào xéo trần. Và đối với các cảnh như thế, mình vẫn nhận biết, mình vẫn tương tác. Nhưng mình đừng có để khởi lên những vọng tâm, đừng những tà tâm, những tập quán phiền não nó khởi. Thì ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đấy, mà có lẽ là sau này Tăng Ni Sinh đã học đấy, có 7 lần chỉ tâm mà A Nan chỉ sai đấy. Trong đó là có việc là nhìn thấy cái ngón tay giơ lên, hay là nhìn thấy đèn sáng, nhìn thấy cánh cửa, nhìn thấy về sân vườn của kỳ viên tịnh xá, nhìn thấy cái nào trước sau, chấp tâm đang ở đâu đấy, tâm nó đang nằm trong con mắt, nằm trên cảnh, hay là nằm ở đâu, nằm ở giữa, nằm hòa hợp, nằm vân vân.
Như vậy là ngài A Nan tu cỡ đó mà còn nắm bắt sai lạc và không biết là tâm đang ở đâu. Và khi mà đánh tiếng chuông lên đó, thì tâm ở đâu, và khi mà không đánh tiếng chuông đó, tâm ở đâu. Thì Đức Phật cũng chỉ cho cái tánh thấy và tánh nghe thường hằng nha. Thì bây giờ tóm lại cái điều trọng quyền quan trọng trước mắt là mình đừng có để xéo trần nó khoái đảo mình. Bây giờ mình có mắt tay mũi lưỡi thân ý, có lục nhập, có xéo cửa thành này, mình nói theo cái kiểu mà binh pháp á, mình hãy khéo giao nhận tướng tài nào đấy để ta giữ xéo cửa ải đấy, coi chứ mà giật nó vào nó cướp hết công đức của mình, nó làm tan nát thành trì của mình. Mình phải khéo làm sao là biết vọng, khéo làm sao là biết. Bây giờ cái cảnh sắc bên ngoài, bây giờ nói tới đây cái vai trò của Bát Nhã làm sao mà anh không theo được, làm sao mà anh biết là vọng, làm sao anh biết bất thiện pháp. Tất cả những cái đấy nó nhờ tới Bát Nhã, nhờ tới tánh không, nhờ tới duyên khởi. Rồi nè, bây giờ là ví dụ như Đức Phật á, ma vương quấy phá á, nó làm phụ nữ thoát si mê hay làm chi đấy, thì Đức Phật chỉ nói là mi không có thể lừa dối ta được nữa rồi. Đối với Như Lai á, là đây chỉ là một cái túi đựng đồ dơ gì đấy, hiểu không? Là bởi vì ngài á, là đã có trí tuệ vô thượng bồ đề á, ngài đã biết duyên khởi duyên sinh á, ngài trong ví dụ như ngài Từ Thông á, cũng là một chuyên gia của kinh điển Bát Truyền đấy, kinh luận Bát Truyền, bây giờ ngài cũng là hiệu trưởng của Thu Đức cao đỉnh, ngài tiếng 80 mấy 82 83, là ngài gọi là Như Huyễn Thiền Sư. Như Huyễn á, là có một cái khái niệm Như Huyễn Tam Ma Đề. Như Huyễn Tam Ma Đề là cái loại thiền định mình thấy nó như huyễn, mấy cái cảnh đấy nó đang, cái pháp hữu vi ấy, nó đang như huyễn. Và mình gọi là đương thể tức ly, nó đang hòa hợp đấy nhưng mà nó sẽ tách biệt. Như vậy thì mình đã thấy cái tướng duyên sinh, cái tướng giả hợp, cái tướng bất tịnh, và trong đấy nó có hàm chứa khổ vô thường, vô ngã và mọi thứ. Thì tại sao mình phải tham đắm nữa? Tới đấy là nhờ cái Bát Nhã chiếu soi á, nó giác sát. Nó giống như một cái lăng kính hội tụ, nó giống như một cái kính chiếu ma, kính chiếu yêu gì đấy nha. Không biết là Tề Thiên có kính chiếu yêu hay là ai có kính chiếu yêu đấy, nhìn vô là biết đây là yêu ma trá hình. Mình nhờ cái trí tuệ đấy mình mới biết đấy là nó là đang là vọng, nó là đang là tà, nó là đang là quấy nhiễu, nó là đang là tấn công, nó là đang là cám dỗ. Ngay ra đây mình mới cần Bát Nhã, ngay ra đây mình mới cần Kim Cang, ngay ra đây mình mới biết là thế lực nào là mình nên dừng lại, biết nó là đang vọng, nó dừng lại đấy. Còn bây giờ khái niệm vô tâm, giờ liên quan tới chuyện này á, là Trần Nhân Tông, Điều Ngự Giác Hoàng có 4 câu thơ nổi tiếng kết thúc của bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, bài phú đấy, gọi là Cư Trần Lạc Đạo Thả Tùy Duyên, Cơ Tác Sang Hề Thốn Tác Miên, Gia Trung Hữu Bảo Hiu Tầm Mít, Đối Cảnh Vô Tâm Mạc Phán Thiền. Cái khái niệm vô tâm này á, cũng hơi mới mới, cũng là sáng tạo độc đáo. Bây giờ là vô tâm là sao? Là cũng giống, cũng một phần nào ngài cũng là người thông hiểu về Kim Cang đấy, là mình gặp cảnh đấy thì thôi. Có cái câu thơ giống như là mắt trong thấy sắc rồi thôi, tai nghe lấy tiếng nghe rồi thờ không, trơ trơ giữ một tấm lòng, nhẹ nhàng ta thoát ngoài vòng trần ái. Hay là sư Bưu Chánh thường nói câu này, tôi nghe sư Giang Pháp nói câu này: muốn biết tu thì phải biết ngu. Không biết là sư đã nói cái này chưa, không biết. Hả? Dầu cho có mắt cũng như mù, có tay như điếc thường cấm lạng, nướng biết muốn biết tu thì phải biết ngu. Nghĩa là phòng hộ giác sát ở nơi các cái giác quan của mình. Cái con ngựa đấy, người ta muốn con ngựa nó chạy nhanh đó là người ta chia mắt ngựa lại để nó chỉ nhìn tới trước không thôi. Hồi giờ mình chưa có đi xe ngựa đúng không? Đấy,
hay là coi trong mấy bộ phim đấy, để đấy nó chỉ nhìn một hướng đấy mà, đừng có cho nó phải giật cái cương ngựa đấy, nó cho nhìn thẳng đấy một hướng đấy, đừng có để nó nhìn tầm bậy, nó lãng tâm lãng trí. Còn bây giờ đấy thì mình cái khái niệm của ngài Trần Nhân Tông là đừng có những cái cảnh như thế, có gì mà phải sinh tâm ra, vô tâm không có sinh ra, không có nhiều vọng tâm không sinh ra thì như vậy là được rồi, chứ hỏi chi thiền nữa. Khi mình gặp cái cảnh mà tâm mình nó vẫn bình lặng, nó vẫn thanh thản, nó vẫn tự nhiên như vậy đấy, là cái đòi hỏi ngay chỗ này á, là cái sức nhận biết của mình, của chủ nhân ông, cái tánh giác rất lớn, nó phát huy tác dụng rất lớn, và cái trí bát nhã rất lớn, trí bát nhã phát triển đã đặt vào ngay chỗ đây. Ứng duyên đối cảnh là lúc đấy khó, cho nên mình phải tu tập, phải huấn luyện làm sao ấy. Lúc mình ngồi im, mình nhắm mắt lại là cũng đã khó rồi, nhưng mà lúc mà đụng chuyện là khó nữa. Nhưng mà đối cảnh vô tâm, hoặc là mình không có dính mắt trần cảnh, đấy, đấy là đòi hỏi công phu, đòi hỏi đạo lực, đòi hỏi trí bát nhã, đòi hỏi quán chân không duyên khởi, đòi hỏi là mình biết đâu là vọng tâm vân vân, thì mình hãy liên tục để mà quan sát. Bây giờ có cái câu bữa mà hôm trước mà ngài Huyền Giác nói đấy, phân biệt cũng không phải là ý, như hồi nãy chúng ta nói đấy. Bây giờ chẳng lẽ mình không phân biệt gì hết, vậy thì giống như người thực vật vậy, người vô tri vô giác thì cũng phân biệt, nhưng mà phân biệt là chỉ đơn thuần phân biệt thế thôi. Trong cái thiền tông á, là người ta ngại sanh cái tâm thứ hai, thứ ba, thứ tư. Sanh cái tâm thứ nhất là cái vọng tâm của chừng mình dừng lại ngang đó, đừng có sanh thêm một cái chuỗi vọng tâm nữa. Cho nên á, là mình vẫn sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình. Nhưng mà nếu mà mình có giới luật á, cũng như cái con ngựa nó bị che bớt mấy cái cảnh kia rồi, thì cũng đỡ bớt, nó đỡ là tác ý, nó đỡ là tiếp xúc cảnh, có giới luật. Nhưng mà rồi á, mình phải khéo, khéo trong mọi lúc mà sự tiếp cận này nó nổi lên. Đó là cái 12 nhân duyên, là tam thế lưỡng trùng nhân quả, ái thủ hữu là nhân trong hiện tại đấy, rồi mới tới sanh lão bệnh tử, sanh lão tử đấy. Cho nên khéo coi chừng à, mà nó có thuận cảnh nghịch cảnh. Do đó cho nên là mình khéo hộ niệm, khéo tác ý. Bây giờ rất là dễ thấy, hiển nhiên là hàng phục tâm á, an trụ tâm có lợi ích rất là nhiều. Giờ sở dĩ mà tất cả hàng phàm phu, tất cả chúng sanh mà trong lục đạo luân hồi á, họ bị khổ như vậy là hiển nhiên là do vọng tâm, tâm bất thiện đứng đầu. Trong đấy là có rất là nhiều tâm bất thiện. Ví dụ như bà mẹ Mục Kiền Liên vì coi thường tăng chúng, vì kiêu mạn, vì tham lam, sanh địa ngục rồi vân vân. Tất cả những cái lục đạo luân hồi là do cái tâm, đấy là chưa phải là tâm siêu thế, cho nên là vọng tâm. Mà khi mình đã an tâm, đã hàng phục tâm rồi đấy, thì là phiền não, cái câu gọi là phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn. Chúng ta không có trốn chạy nơi nào xa xôi, không phải cần lên núi hay là tìm một cái tịnh thất để mà được hạnh phúc hơn. Người ta gọi đấy là tiểu ẩn, là ẩn ở trên rừng núi. Tiểu ẩn là ẩn sơn lâm, đại ẩn là ẩn thành thị. Ở đây chúng ta không có coi thường, không có khinh chê ai mà họ nương một cái tu viện hay là họ nhập thất nha, thì cũng tốt chứ sao, họ đang luyện công mà. Đấy là tự độ trước, đấy là tập xa. Có nhiều người họ nhập trong mấy cái thất đấy là họ nhờ người hộ thất bưng cơm nước vô, là họ chỉ ở trong thất đấy, họ hạn chế tiếp xúc các cảnh bên ngoài, thậm chí họ không đọc sách báo và không có mang iPhone hay là mọi thứ vô, họ chỉ lạy sám tu niệm quán sát thì tốt chứ sao. Bởi vì bao nhiêu cái tâm từ vô thủy tới nay, bao nhiêu cái làn sóng đấy, bao nhiêu cái dư hưởng, cái âm hưởng đấy, bao nhiêu cái tập khí đấy, bao nhiêu cái quán tính đấy giải quyết chưa hết mà đòi nạp thêm nữa, sao họ chịu nổi, hiểu không? Họ đang lo xử lý, đang lo giảm bớt cái cường độ tiếp xúc các trần mà lo xử lý, lo quan sát cho nó tạm ổn cái đã.
và biết được một cái kinh nghiệm nội quán, một cái bề dày tâm linh để mà biết sau này bước ra khỏi thất để mà mình ứng phó với cái kinh nghiệm mà điều phục tâm đấy sẽ làm gì thì tốt cái sao. Nhưng mà với cái hành giả của Kim Cang á, mà người đã nhuần nhuyễn rồi đó, thì chỗ nào cũng được. Nói theo kiểu của Tế Điên Hòa Thượng, Tế Điên Hòa Thượng nói câu gọi là trà đình tửu điếm, vô phi thanh tịnh đạo tràng tràng. Hoặc là nói theo kiểu của ngài á, Duy Ma Cật gọi là trực tâm thị đạo tràng. Mình cũng cẩn thận nha, đừng có, hãy cẩn thận coi tới mình cỡ nào. Chứ mà đôi khi mình cứ mình mượn mấy câu này, có phim Tế Điên Hòa Thượng nữa, mình mượn mấy câu của ngài Tế Điên á, coi chừng là biện hộ, mình tự biện hộ cho những cái tánh xấu xa của mình, cho những cái tập khí sanh tử phiền não của mình đấy. Rồi hay là mình mượn những câu của ngài Tề Trung Thượng Sĩ, hay là Duy Ma Cật, hay là của ngài Tế Điên, mà tiếc rằng chúng ta thực tế chúng ta không phải là ngài. Chứ nếu mình như là ngài thì ai nói chi? Mình không phải là ngài nhưng mà nói như ngài, nhưng mà mình không nghĩ như ngài, không làm như ngài, tâm không đồng như ngài. Nhưng mà nếu mà được như vậy, Kim Cang là đòi hỏi là cỡ đấy, là thôi khỏe rồi, ở cõi mình là hoa sen giữa bùn này, nó kệ nó, có mấy chi tới mình đâu, hiểu không? Phiền não chả cái gì đâu mà phiền não, mọi thứ nó như thế. Phiền não tức bồ đề. Khi mà mình đã hiểu rõ, đã thấu rõ, đã nhận biết rõ bản chất của mọi việc như thế, không dính, không mách, không ham, không trụ, không chấp, thông dong tự tại các trần cảnh. Nói theo Kim Cang là đi tìm về cực lạc chi cho xa xôi, đợi tới khi nào mới niết bàn nữa nha. Cực lạc là đây, niết bàn là đây, rất là ung dung tự tại. Do đó cho nên quý vị, nhưng mà tôi cũng khuyến khích là các tân ni sinh học thì học, nhưng mà có thời gian để mà ngồi thiền thì tốt anh nha. Một ngày là truyền thống quý sư, quý vị là cứ bỏ ra 30 phút, 45 phút ngồi thiền thì tốt sao anh? Chứ sao nữa? Giờ học giờ tu mà. Sau này coi chừng trường Nghĩa Lê Minh Xuân tới giờ thiền người ta bắt phải là thiền chung đấy chứ. Giống như là 365 ngày đều là an cư kiết hạ. Phải huân tập và phải đối trị để mà tâm mình nó nhu nhuyến, nó vi diệu, dễ sử dụng. Đấy. Đây, sẵn đây nói một cái điểm nữa. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cái câu nó là nhi sanh kỳ tâm, chứ không phải là vô tâm, không phải là diệt thọ tưởng định, không phải là diệt tắc rụi. Nhi sanh kỳ tâm á, nghĩa là mà sinh tâm ra đấy. Không có dính chỗ nào mà lại sinh tâm ra. Nha. Kim Cang là vậy, Bồ Tát là vậy. Đối với hàng thanh văn á, là không dính chỗ nào á, lặng lẽ càng tốt, lặng lẽ tạch diệt thì cũng tốt, nhưng mà mình phải sinh tâm. Mà cái lúc mà mình không dính chỗ nào mà sinh tâm á, là tâm này nó thuần thiện và tâm này là Bồ Tát hạnh ấy. Ví dụ như bây giờ, giờ chẳng lẽ mình thấy những người ăn xin người ta tới đứng trơ trơ với mình, vô tâm giống như vô cảm, vô hồn luôn kẻ đó. Tôi đã biết đâu, tôi không biết gì hết. Mô Phật, tôi không biết. Cái người đây cũng giống như tôi cũng như người đây. Hay là gặp mình coi trên báo chí thiên tai hạn hán khủng bố giết chết rồi cũng vô tâm. Không có tác ý gì hết. Sinh tâm đây là vẫn sinh tâm từ bi, vẫn sinh tâm bồ đề, vẫn sinh thiện tâm. Để mà mình thương xót, mình hành đạo, mình cứu khổ chúng sanh đi chứ. Chứ bây giờ mình tắt rụi hết, chả có sinh tâm nào hết thì như vậy là thành gỗ đá sao? Thành gọi là trầm không mà trệ tịch hay sao? Trên Kim Cang nói là nhi sanh kỳ tâm. Cũng giống như Bồ Tát giới chúng ta hôm trước chúng ta nói là cái kia là chỉ trì tác phạm. Nhưng mà cái Bồ Tát giới là phải tác là mới trì đấy. Anh phải chủ động, anh phải làm á. Gặp cái cần bố thí là anh bố thí. Gặp cái người cần an ủi là anh phải an ủi chứ. Gặp người cần chia sẻ là anh phải chia sẻ chứ. Như thế mới là Bồ Tát chứ. Cho nên Kim Cang cái chữ mà nhi sanh kỳ tâm đấy là
Nó là cái động của nó đấy. Anh không có dính vô mấy trần cảnh đó nhưng anh vẫn sanh tâm. Sanh mà không dính, dính mà không dính mà lại sanh, sanh mà không dính. Chứ không phải là anh dập tắt hết đó, tàn lụi hết toàn bộ tâm thức, không phải vậy. Vẫn sanh đấy. Mình biết nó huyễn hóa, mình biết nó vô thường, mình biết nó sanh tử, biết tất cả duyên sinh, biết thế giới là khổ không, nhưng mà hành khởi tâm đại bi, vẫn sinh thiện tâm. Đấy, cho nên là như vậy là cái công đoạn này chúng ta có vọng tâm á, thì mình làm lén động lại. Sau đó đó, ban đầu á là nó khởi lên nhiều quá, mình làm lén lại tập khí của nó. Sau đó đó, mình giỏi rồi á, là căn dư cảnh á, mình không có sinh tâm nhiều nữa, không có sinh vọng tâm nữa, không có dục vọng. Mà sau nữa đấy, là mình phải dùng trí bát nhã để mà quán soi các pháp. Mà sau nữa là mình phải lục độ ba la mật và đại bi. Bây giờ chúng ta thực hành. Giờ chúng ta vài phút nữa thực hành rồi chúng tôi đọc một bài Sám Kim Cang mà tôi mới soạn cho mấy vị nghe. Không phải một bài thơ về Kim Cang, nhưng mà là bài thơ này tụng được. Bây giờ ví dụ như là với cái cảnh thông thường đấy, hay là lúc mà thiền đấy, một là mình đừng có sinh ra nhiều tâm rắc rối quá, không ai biểu mình sinh, không ai ép mình sinh. Ví dụ như cái chuyện mà tâm và tứ đó nha, mình nên biết hướng tâm về đâu, mình nên biết làm cái việc gì, việc nào mình cần nên làm. Ví dụ như học bài thi, không có học bài thi mà ngồi đó cứ tưởng tượng, ngồi để cái vở trước mặt đấy rồi cứ tưởng tượng cái chuyện kia, vậy là trật rồi. Ai biểu mình phải nghĩ tới cái chuyện, mấy cái chuyện đấy. Ví dụ cái giờ này, cái giờ học bài thì anh lo học bài đi chứ. Cho nên á, một là anh biết hướng tâm cái việc gì, anh biết làm cái việc gì, thì chỉ làm cái việc thiện pháp và quan trọng đó thôi. Và còn tất cả các cái pháp khác nó xảy ra thì mình chỉ nhận biết tùy duyên, thông thả nó đến thì chỉ hay nó đến, biết thì hay nó biết vậy. Mình không có ép buộc là mình phải đem hết cái tâm lực vào đấy, mình không phải mổ xẻ vào đấy. Ai biểu anh phải vào đó, phải cắt xẻ, phải... Chúng sanh nó phiền lắm, đừng có nói chi. Họ rảnh á, mà họ ngầu, họ coi tivi, mà họ ngầu khắp hủ hở. Họ rảnh mà họ cũng khổ nữa. Coi tivi thì cũng bị hư con mắt, cũng bị cận thị, cũng bị chỉ ghen, ngầu cứ khóc. Mấy cảnh trên tivi ngầu khóc. Khéo dư nước mắt mà khóc người trong phim. Ai biết coi gì anh ngồi khóc. Trời. Vậy anh để cái tâm thông thả nó khỏe không? Mà cái cánh đó là cánh giả. Cái cánh giả mà, cái đời này nó đã giả rồi. Phim là lớp giả, nó trùng trên giả. Anh ngồi đó anh khóc hủ hở là khóc làm sao. Cho nên là ai biểu anh đem hết cái tâm lượng, ai biểu anh mới nắm bắt ở đấy, anh mới ngồi khóc. Cứ nhận biết tùy duyên thông thả, nó giống như cuộn phim vậy, kệ nó. Mấy thằng đấy, nó đóng cái cảnh đấy, nó dều chết luôn. Nó dều mình chịu không nói, nó sướng chịu không nói, ngồi đó mà khóc cho nó. Đấy, cho nên mình biết là mình đang lựa chọn đối tượng để hướng tâm thế nào, nghiên cứu cái gì. Và đối với cái cảnh mà mình ưa thích đó là không có nhiễm. Và đối với cái cảnh mà mình bị khổ là không có sân, lạc thọ là không có nhiễm. Gọi là tâm bất biến giữa dần đời vạn biến. Ta cái gì thương mà lòng chẳng vắng vương rồi đấy nha. Và sau đấy là mình hành thiện pháp. Thì đấy, coi cái đấy bây giờ tranh thủ thời gian đọc giải lao cái bài thơ chứ không thôi để hết giờ đó. Bài thơ tôi làm thì Kim Cang á nha, Kim Cang khó làm thơ lắm á nha. Tôi có để trên Facebook á. Tổng thứ bữa nào quý vị học nhuyễn Kim Cang rồi làm bài thơ tiếp nữa nha. Tổng ơi là ngâm. Tâm như vườn khỉ lăng xăng mãi, lôi kéo chung sanh nẻo lôi lòm. Làm sao tâm được an trụ lại, cách nào hàng phục những vọng tâm. Tổng tiếp. Phật dạy Bồ Tát hành lời sanh, thầy trưng thầy. Muốn tổng nghe không hay đọc? Thầy trưng thầy thập hóa sinh, ngà nhẫn chung sinh và thọ giả, không chấp độ sanh nhập niết bàn.
Bồ thí ban cho với tâm từ rộng ràng văn lặng tự thái hư, không chấp sâu tràng ban cho khắp mà thí ba la mật với tâm như. Cách nào giao cảm được Như Lai tương tốt về đẹp thật không hay, âm vọng hùng hồn như sư tử không thể nương theo tướng bên ngoài. Giờ đọc không? Các pháp hữu vi tựa hơi sương, cũng như giấc mộng suốt đêm trường. Ví như tia chớp bong bóng nước, hoặc có rồi không giả vô thường. Không từ đâu đến chẳng đi đâu, ra khỏi tướng nằm, đứng đi ngồi. Thấy tướng không tướng là nhận biết, chân không diệu hữu thấy Như Lai. Từ khi thành đạo đến Niết Bàn, Đức Phật chiếu soi ánh đạo vàng. Chúng sanh có duyên đều hóa độ, thoát vòng khổ lụy đến bình an. Nhưng nếu bảo rằng Đức Như Lai độ sanh thuyết pháp kiến chấp sai, bởi có pháp chi mà thuyết giảng, Phật với chúng sanh thể không hai. Pháp tờ ngón tay chỉ mặt trăng, ví như chiếc bè để qua sông, đến bờ còn vác bè chi nữa, ôm giữ khư khư luống uổng công. Như Lai tu hành nhẫn nhục không, pháp nhẫn Như Lai dạy rừng không. Mạch vua ca lời cho cắt xẻ, thân nát như tương chẳng sao lòng. Như Lai chẳng chứng quả giác chi, tứ quả thanh văn chẳng có gì. Nếu bảo viên thành hay chứng đắc, đều là vọng tưởng với mê si. Phật đồ nào cần phải trang nghiêm, tác ý công phu chỉ thêm phiền. Nhạn chẳng cố tình in bóng vết, nước lưu ảnh nhạn thật ngẫu nhiên. Mất trong thái sắc chẳng ghét ham, nghe tiếng rồi thôi sạch lỗi lầm. Dính chấp xéo trần tâm vọng động, không trụ nơi nào nên sanh tâm. Đấy, ưng vô sẽ trụ đấy. Của báu trân châu với bạc vàng, mang đi ban rải khắp thế gian. Làm sao sánh được người trì tụng, giảng giải kim cang dẫu bốn hàng. Phước duyên vô lượng gặp được kinh, trùng trùng nghĩa lý thật cao minh. Con nguyện tỏ thông chân thiệt nghĩa, hiển khai bát nhã sẵn nơi mình. Đây là ứng dụng cuộc sống nè. Từ đây thành đạo với độ sanh, sự nghiệp lớn lao chẳng bận lòng. Chả có quan trọng hóa cái gì nữa không? Chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không. Câu này là của Nhất Hạnh đó nha, thiền sư. Nhưng mà chuẩn bị ôn học thi cho tốt, gọi là biết cách hàng phục vọng tâm, an trụ tâm và lợi lạc ha. Xin mời đại chúng hồi hướng.